Các bạn hay thắc mắc đó là nếu như mình đang làm cái video về chuyên ngành của mình rồi thì mình có nên lồng những cái video về cuộc sống của mình vào hay không? Chứ nếu mà làm chuyên ngành của mình không thì thứ nhất là mình coi á, mình còn thấy chán nữa, không chi là khán giả. Cái thứ hai là làm một thời gian nó cũng bị bí ý tưởng. Đấy, thì bây giờ chia sẻ cho anh chị là được nha. Và cái công thức làm là như thế nào? Thì bây giờ trước khi mà đi vào cái làm được ấy hay không được ấy, thì anh chị phải rõ cái này cái đã, để anh chị có được cái nội dung trên kênh của mình. Ngoài cái nội dung về cái chủ đề chuyên ngành của anh chị thì anh chị phải nắm rõ như này nè. Cái này là một cái ma trận content, thì nó có bốn cái ô như thế này anh chị. Cái ô đầu tiên là ở một giải trí, đúng không? Cái mô đầu tiên là một giải trí. Nếu như anh chị có khả năng hài hước, anh chị có thể làm ở cái ô này. Cái ô này giống như là hài, anh chị có thể chèn hài cuộc sống hài hước của anh chị vô. Anh chị có thể nhảy, tùy anh chị thôi. Anh chị có thể làm những vở kịch ngắn như drama đấy, tùy anh chị. Thì những cái này là mang tính chất giải trí. Rồi cái chủ đề thứ hai mà anh chị có thể chia sẻ trên kênh của mình, đó là chủ đề về truyền cảm hứng, hay còn gọi là cộng đồng. Anh chị có thể làm review, đúng không? Anh chị có thể làm review. Cái tiếp theo này, cái thứ ba là về thông tin. Cái thứ ba là về thông tin, là anh chị chia sẻ về chuyên ngành của anh chị ấy, là anh chị chia sẻ về chuyên môn của mình, là hướng dẫn về đào tạo về chuyên môn ấy. Đấy, hướng dẫn và đào tạo về chuyên môn của anh chị. Và cái cuối cùng là Hưng nói là cái bán hàng cho anh chị dễ hiểu nha. Đấy, vậy thì bây giờ như này, trên kênh của anh chị hiện tại đang là hai cái chủ đề. Chuyên ngành á, thì thường là chỉ có hướng dẫn sử dụng sản phẩm và gì anh chị, và bán hàng thôi. Cho nên là mình làm một thời gian nó chán, nó bí ý tưởng. Nhưng mà bây giờ mình muốn làm review, mình muốn làm vlog cuộc sống ở đây thì sao? Đúng không? Mình muốn làm review, mình truyền cảm hứng cho họ làm vlog. Thì bây giờ mình sẽ lồng vô như thế nào? Thì Hưng lấy ví dụ như thế này nha. Ví dụ như bạn là một người đang bán bất động sản đi. Sau đó bạn muốn là hàng ngày em đi bán bất động sản rồi, em chia sẻ về bất động sản rồi, nhưng em muốn chia sẻ thêm về cái chủ đề hài hước nào được không? Nếu em có khả năng hài hước thì được mà. Anh chị có thể coi kênh của anh Hiển Lê này, anh Lê Hiển ấy, thì anh vẫn làm video hài hước của cái kênh bất động sản của anh được. Đôi khi thì anh ngồi anh chia sẻ như này, ở nhà thôi, ở sau là một cái tủ sách chia sẻ. Đôi khi thì anh ra ngoài vườn anh làm những video như này, anh Hiển Lê đó các bạn, video hài hước. Đôi khi anh lấy sổ đỏ anh đi phơi, thì đó là anh chọn chủ đề hài hước, đúng không ạ? Lâu lâu anh lại đi review bất động sản thì anh làm một review, lâu lâu anh bán đất thì làm bán đất. Thì nếu như anh chị biết rõ về bốn cái mục này rồi á, thì chúng ta sẽ có những cái nội dung cho nó phù hợp. Đấy, hôm nay chúng ta làm video ở mục này, ở mục số 1, ngày mai chúng ta làm mục số 2, ngày mốt chúng ta làm mục số 3 và ngày kia chúng ta làm mục số 4. Rồi, cũng có một bạn bán đồ thể thao hỏi Hưng là hiện tại em bây giờ em đang bán đồ thể thao, em chia sẻ về vợt cầu lông, vợt tennis, giày rồi, đó là chuyên môn của em, chuyên ngành của em rồi, vậy thì làm như thế nào để em làm được những cái video khác, video cuộc sống của em, để em lồng vô cho đỡ chán, đúng không? Thì Hưng mới chỉ cho bạn là làm gì. Nếu như mà em đang làm về chuyên ngành của em rồi, thì ví dụ như hôm nay em đi du lịch Đà Lạt đi, thì em có thể chia sẻ như thế này. Em có thể chia sẻ một video là có ai giống như tôi không mấy bà, tự nhiên hôm nay đi Đà Lạt á, mặc váy đẹp như này nè, ở dưới mang đôi giày thể thao. Mà các bạn có biết là tại sao đi Đà Lạt mà tôi mang đôi giày thể thao như này không? Mặc dù tôi đang mặc váy, thật sự là trên Đà Lạt đi con đường nó rất là dốc, đi trên con đường nó rất là dốc và thường là hay ẩm ướt trơn trượt nữa, cho nên tôi sử dụng đôi giày này vì lý do là mình có con nhỏ, mình mang đôi giày này. Cái đế đôi giày này nó chống ẩm ướt, chống trơn, chống trượt và đi đường dốc nó rất là an toàn, cho nên tôi chọn cái đồ này. Còn cái việc mà đẹp hay không đẹp thì tôi thấy là tôi đẹp rồi. Bây giờ có chồng có con, ngon lành hết rồi, cần gì phải đẹp nữa. Đấy, thì một câu chuyện như vậy thì cho người ta biết được cái đôi giày. Thì đôi giày đó có liên quan tới ngành nghề thể thao mà. Có. Đôi giày đó có liên quan tới ngành nghề thể thao mà. Đúng không? Lấy ví dụ khác nữa nè. Quay lại câu chuyện đi bán bất động sản. Ví dụ như một số anh lại hỏi là em đi bán bất động sản nhưng mà muốn review nhà hàng có được không? Review quán ăn có được không? Chứ được. Nhưng nó phải gì? Nó phải thỏa mãn ba yếu tố sau này anh chị. Nó phải thỏa mãn nha. Nó phải thỏa mãn thứ nhất là cái sự liên quan. Nó có liên quan tới ngành nghề của anh chị không? Đi review bất động sản nó có tính liên quan. Cái thứ hai này là nó phải có ý nghĩa. Có ý nghĩa với người xem. Và cái thứ ba á là nó cho người xem một cái bài học gì đó. Sau khi Hưng ghi cái này, Hưng lấy ví dụ cho anh chị xem. Hưng lấy ví dụ với anh chị là như thế này. Liên quan là như thế nào? Phải liên quan tới nhóm đối tượng khách hàng của mình. Ví dụ như mình nói mình đi làm review bất động sản, mình đi làm review bất động sản nhưng mà hôm nay mình đi ăn được không? Đi ăn vẫn là cuộc sống của ông mà làm bất động sản mà. Nhưng mà ông sẽ đi ăn, ví dụ như anh chị toàn bán những cái siêu phẩm thôi, thì anh chị nên chọn cái nhà hàng nào nó đẹp. Tại vì nhà hàng đẹp thì là những người có nhiều tiền họ thích ăn ở đấy. Còn nếu như anh chị bán bất động sản bình thường, anh chị chọn quán ăn bình thường là được rồi. Thì nó sẽ phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng của mình. Có nghĩa là nó phải liên quan tới nhóm đối tượng khách hàng của mình. Ví dụ như mình bán sản phẩm VIP đi, mình nói là hôm nay may mắn quá, mình bán được ba cái sản phẩm luôn anh chị. Ba lô này, đó mình chốt được ba lô này. Cho nên là mình dẫn nguyên của team mình đi ăn luôn. Và hôm nay mình sẽ chọn một nơi đặc biệt nhất ở Sài Gòn. Mình lên La Mắt 81 mình ăn. Bao anh em hết tối hôm nay luôn.
Landmark 81 là cái nơi mà rất là nhiều người 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 sang trọng người ta thích xem, đúng không ạ? Thì có nghĩa là sao? À, thì có nghĩa là cái nhóm đối tượng khách hàng của mình ấy là những người giàu thì mình đặc biệt mình đang ở chỗ đấy. Nhưng mà có tính liên quan không anh chị? Có này. Bây giờ mình kêu là rồi cả nhóm lên đi ăn. Nhưng mà hôm nay mình quyết định mình gọi một cái món tầm 500 cành để mình tự thưởng cho mình, đúng không ạ? À, mình gọi một cái món 1 triệu đi, một tô phở 1 triệu đi. Rồi, bây giờ là trong khi mà thời gian mà đợi tô phở ra đó thì mình chia sẻ thêm cho anh chị này, mình còn 2 lô nữa. À, có nghĩa là tới bây giờ mình còn 2 lô đất nữa. Đấy, mình muốn chia sẻ cho anh chị vị trí này. À thôi bây giờ xong rồi anh chị, phở ra rồi. Bây giờ mình ăn thôi nha. Nó hôm nay rất là vui, anh em đông anh chị. Đó, ông này. Nó thế là mình kể xong câu chuyện bán phở, nhưng mà mình lồng cái gì? À lồng cái đất của mình vô, mình lồng cái câu chuyện đất của mình vô. À, chứ không phải là mình đi review đồ ăn mà mình nói về đồ ăn không. Hoặc là nếu như anh chị đi review ở cái quán nào đó thì anh chị cho họ thông tin là khu vực này là giá đất hiện tại là bao nhiêu, khu vực này giá đất hiện tại là bao nhiêu, là ở cái quán đó luôn đấy. Đúng không? Ví dụ như anh chị ở Nha Trang, anh chị đi vô quán phở khô Hưng Huỳnh anh chị ăn. Quán phở khô của Hưng anh chị ăn, anh chị ăn xong là à, sáng hôm nay mình đãi nguyên ban của mình luôn, nguyên nhóm của mình đi ăn phở khô Hưng Huỳnh vì hôm qua mình mới chốt được đất. À mà cái đất xung quanh khu vực nhà ông Hưng Huỳnh đây là khoảng bao nhiêu tiền này, và hiện tại là mình đang có những khu đất ở đây. Nếu anh chị cần thì anh chị nói với mình, phở khô ra rồi mình ăn đây, ăn xong rồi còn đi chốt đất nữa. À nếu như một ông mà đi review, ông sẽ vô ông review đồ ăn. Nhưng nếu như anh chị là đi bất động sản thì anh chị đồ ăn chuyển qua là cái phụ thôi, còn nói về câu chuyện bất động sản vẫn là cái chính. À, nhưng mà nó phải có tính liên quan tới đối tượng khách hàng. Cái thứ hai là phải có ý nghĩa cho người ta nữa. À, cái câu chuyện nó phải có ý nghĩa, nó phải có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nó phải là một câu chuyện người ta nghe xong người ta phải hiểu chứ. Và thứ ba là nó phải dạy cho họ một cái bài học, nó phải chỉ cho họ một cái bài học nào đó. Ví dụ như là bài học về định giá đất ở đây, đúng không? Cái bài học là cho người ta thông tin là ở đây đất hiện tại là giá bao nhiêu. Nhá. Thì anh chị nhớ giùm hơn với, để xây cái kênh của mình nó đa dạng hơn á, thì đầu tiên anh chị phải biết được bốn cái loại chủ đề như thế này để chúng ta lồng ghép vô. Nếu mà chúng ta có khả năng hài hước, lâu lâu chúng ta làm hài hước một xíu ở trên cái miếng đất mà mình đang muốn bán. Hoặc là nếu như anh chị review thì anh chị chọn một này. Nếu như anh chị chia sẻ đơn thuần ở nhà ngồi thì anh chia sẻ thông tin giống như Hưng đang làm thì ở một này. Hiện tại thì Hưng đang chia sẻ cho anh chị là một thứ ba này. Còn nếu như ông Hưng từ nãy giờ mà ông mở nhạc, ông vừa nhảy, ông vừa chia sẻ là ông lên đây. Đúng không ạ? Còn nếu như ông Hưng bây giờ hiện tại bán cho anh chị một cái khóa học nào đó thì ông Hưng ở đây. À, bán cho anh chị học khóa thì ông Hưng ở đây. Nhá, còn ông Hưng mà đi review đồ ăn thì ông Hưng ở đây. Nhá, thì đây là bốn cái mục cực kỳ quan trọng mà anh chị cần phải rõ. Sau đó anh chị nhớ giùm Hưng, cái video của anh chị phải đảm bảo được có tính liên quan tới đối tượng khách hàng của mình. Ví dụ như ông Hưng đi ăn thì phải liên quan tới nhóm khách hàng đi ăn. Nhưng nếu anh chị đi bán bất động sản thì đi ăn nó là phụ thôi. Nó phải liên quan tới bất động sản nhiều hơn. Và nó phải có ý nghĩa và nó phải bài học cho người xem thì họ mới ở lại. Giống như là xem xong cái video này anh chị sẽ có một cái bài học. À, ai đó sẽ hiểu được cái những gì Hưng đang chia sẻ và áp dụng vào công việc của mình, thì giúp cho công việc của mình phát triển thuận lợi hơn. Ok, nhưng nếu như anh chị xem video này mà anh chị còn thắc mắc hoặc chưa hiểu cái gì á, thì anh chị có thể comment ở phía dưới, thì Hưng sẽ giải đáp cho anh chị. Và nhớ đừng quên follow kênh của Hưng để Hưng có động lực hơn tiếp tục đạt được 100.000 follow và chia sẻ những cái kiến thức của Hưng biết cho anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.